tao mất cái này. Ui trời ơi, đã thế. Ui trời ơi, đã thế. Thích, thích bài cũng gọi signature phết đùa. Ui, phòng gì đây? Có muốn vào xem thử không? Này, có bác gì kìa. Bò à, bò à, bò à. Hôn miếng, hôn miếng, hôn miếng, hôn miếng, hôn miếng, hôn miếng. Hôn bác miếng. Rồi, rồi, ngoan quá, trời ơi. Con lên ghế này không? Lên good ghế, boy, good boy. Lên ghế đu đu, ngoèo ngoèo không? Đu đu, khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đây, cái này, đây là nhạc cụ của con nhá, nhạc cụ của Bư nhá. Úi ôi. Những người gì buồn cười. Các bạn nào bơi thích không? Các bạn nào con thích không? Đấy là bài con thích rồi. Nó hay à? Qua đây à? Thích, thích bài cũng gọi signature phết đùa. Công phò dịu nhẹ mới. Hỏi Bư nha, hỏi Bư nha, trong trong mấy cái nhạc cụ này nếu mà là Bư đánh con sẽ chọn cái nào? Con chọn đàn giống Bác Hoàng hay là con chọn trống? Đàn à. Đàn à. Đàn này à, đúng không? Đàn à. Đây là cái trống, đây là cái trống. Thử trống đi con, đây đây. Con thử trống đi con, thử trống đi con. Nào, bác đàn bể ra thử trống nha. Đàn bể ra thử trống này. Này, Bư ngồi đây nhá. Không sao, không sao, không sao, không sao. Ngồi xuống, Bư ngồi xuống. Anh cũng nghĩ là Bư thích trống. Nhìn chân mình dọc này. Cái đàn không? Cái đàn của bác Tua không? Hay thích đánh trống tiếp? Sao hỏi lại cứ im lặng. Anh cũng nghĩ là Bư thích trống. Con đi về đây. Ba chú. Hôn miếng. Đấy, ba chú. Nhỏ thế hả? Nhỏ thế hả? Nhỏ thế hả? Ngon, 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 ngon. Nào, con đứng lên đây không? Không muốn. Nào, bố đứng cùng nha. Đây, chào bên bố nha. Tôi đi ra ngoài trước nha. Nào, con chào, chào bác Đan nè. Chào bác Đan. Ui trời ơi, đã thế. Nhớ bác, đây là bác Đan nha. Huggies Skin Perfect tả đầu tiên có hai vùng thấm. Viettel Media sản xuất và phát hành.